Trong triển lãm lần này với 18 bức tranh, với 18 gam màu khác nhau, Ti muốn cảm ơn vũ trụ đã mang đến một bầu không khí, một không gian sống cho con người. Sự sống của con người tùy thuộc vào sức sống của mộc nhiên. Mộc nhiên không chỉ là lá phổi của con người mà còn là một cái nơi chữa trị tinh thần rất là tuyệt vời. Phong cảnh mang cho Ti cảm xúc tích cực, Ti được thư giãn, được có cảm giác trống không và hồi phục năng lượng rất là tích cực. Trong phong cảnh thiên nhiên không có sự lo lắng, không có bận rộn, không có muộn phiền. Cảm giác được đi bộ vào trong thiên nhiên cùng nghe những cái tiếng thì thầm của hoa, của lá, của cây và ánh sáng mặt trời chan hòa trong Ti, giúp cho Ti được có cảm giác yêu thương, được cảm giác chia sẻ, được cảm giác gần gũi, và Ti tìm thấy cái đẹp ở khắp mọi nơi. Ti không vẽ phong cảnh địa phương cụ thể nào, những cái phong cảnh này chỉ đến từ bên trong tâm hồn của Ti. Phong cảnh chỉ là một cái thể vật chất để Ti diễn tả cái chân không bên trong mình. Cái cảm xúc đó nó cũng đến từ hiện thực của thiên nhiên. Dưới sự tác động của ánh sáng mặt trời vào thực vật, thì theo cái quan sát của Ti thì Ti thấy nhiều gam màu khác nhau ở mỗi giờ trong ngày. Nó rất là bí ẩn, rất là lung linh, huyền ảo. Và mỗi lần Ti bắt được cái khoảnh khắc đó thì Ti sẽ diễn tả lên tranh của mình cùng với cái cảm xúc của tâm hồn mình. Chỉ khi một mình lang thang vào thiên nhiên trong thinh lặng thì Ti nhận ra rất là nhiều gam màu bí ẩn của thiên nhiên, và Ti rất cảm ơn vũ trụ đã cho Ti nhiều màu sắc để Ti sáng tác trong tranh của mình. Ti tìm thấy cái dụng cụ bay vẽ là cái dụng cụ thích hợp nhất với cái cá tính sáng tác của Ti. Nó giúp Ti truyền tải được cái không gian ba chiều vào cái mặt quan một chiều. Những cái độ dày mỏng ở trong cái màu tạo ra nhiều cái lớp xa gần của rừng cây, cho Ti cảm giác được đi bộ, được thả vào phong cảnh đó. Điểm đặc biệt của cái dụng cụ bay vẽ là phải vẽ liên tục, không được nghỉ. Tại vì khi nghỉ thì cái lớp màu, lớp dầu nó sẽ khô, và khi khô thì tất cả sẽ tách biệt với nhau mà nó không hòa quyện vào nhau được. Điều đó sẽ làm cho bức tranh nó không có được mượt mà ở trên bầu trời, được lung linh trong ánh nắng, và cái mặt nước thì không được có phẳng. Mọi kỹ thuật và nguyên tắc về màu sắc phải được nhuần nhuyễn và thấm nhuần trong cái ý muốn của mình, để khi mình diễn đạt ra thì nó phải được ngay. Vẽ bay có một cái khó là không cho mình mắc một cái sai lầm nào cả, vì một cái sai lầm nào xảy ra cũng làm cho cái cảm giác về cái không gian bị mất đi. Năm 2006 có một cái nhân duyên, Ti muốn thả trôi những cái vướng mắc ở trong đầu của mình, nên Ti chơi với màu, Ti dùng màu để thỏa hết những cái năng lượng ở trong mình ra bên ngoài. Sau khi miệt mài vẽ, không suy nghĩ, không dự định, thì Ti nhìn lại, ồ, thì ra Ti vừa mới vẽ một bức tranh phong cảnh. Sau cái trải nghiệm tuyệt vời đó, Ti được thả trôi tâm trí mình, và Ti nhận ra những bức tranh thiên nhiên hình như đã có sẵn ở trong Ti. Đây là lần đầu tiên Ti triển lãm tranh phong cảnh. 6 triển lãm lần trước thì Ti đưa ra cái góc nhìn của người nghèo mưu sinh trong thành thị, nông thôn, cuộc sống. Triển lãm lần này Ti muốn người xem cùng tản bộ với Ti, tìm về thiên nhiên, tìm về giá trị đích thực của cuộc sống, sự kết nối với thiên nhiên, giúp chúng ta nhìn ra những điều tích cực hơn. Và nếu các bạn thật sự yêu thiên nhiên, các bạn sẽ tìm thấy cái đẹp ở khắp mọi nơi.